là cổng chính này. Đó. Đẹp không? Ôi, cái gì đây? Quỳnh Nhi ơi. Dạ. Em chào các anh chị ạ. Em đang làm gì đây? Em đang cho lợn ăn. Nhưng mà em cho ở đây. Sao lợn không ăn? Em cho ở đâu? Đây. Ôi dồi, em cho ở đấy thì lợn làm sao mà ăn được? Wow, Quỳnh Nhi có nhiều tiền vậy? Em có 2 đồng tiền nữa. Xe đút vào trong này. Ừ, em có 2 đồng tiền, ai cho em thế? Mẹ với cả bố. Thanh chị ơi, bây giờ em sẽ đút vào nhé. Đâu? Đây chờ. Để đây. Xem em Quỳnh Nhi có biết đút cho. Wow. Cẩn thận á, là không đi khỏi là mẹ lại móc, mẹ lấy, mẹ tiêu mất đấy. Đút cho mẹ xuống hẳn hoi luôn. Các anh chị ơi, đây là phần quà mà bố mẹ tặng cho em Quỳnh Nhi để em Quỳnh Nhi cất lợn á. Trong một tháng em Quỳnh Nhi học rất là giỏi luôn. Các anh chị nghe. Ui. Ui. Ui, các anh chị nghe nhá. Đó. Ôi, chắc là nhiều đồng tiền lắm rồi. Nhưng mà vẫn nghe như thế là vẫn chưa đầy đâu. Vẫn chưa đầy đâu. Nên là chúng mình phải cho lợn ăn nhiều vào cho đầy nhá. Vâng. Ơ, mẹ về cho lợn ăn đâu? Ngươi, một tháng cho ăn vừa thôi chứ. Lúc nào cũng cho ăn thì cơ mà. Đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay em Quỳnh Nhi đi đâu mà xinh đẹp thế? Em đi ăn sống tắp. Nhì, em đi chơi đúng không? Vâng. Trời ơi, xinh ơi là xinh luôn nào, ngoảnh lưng cho các anh chị xem nào. Còn tóc, tóc xoăn đây này. Đó. Các anh chị nhìn thấy đẹp không? Toàn xoăn tít thả lò luôn. Đây. Hôm nay á, hai mẹ con nhà em Quỳnh Nhi sẽ đi chơi nha. Các anh chị cùng đi chơi với các anh chị cùng đi chơi online chứ. Đúng không? Vâng. Các anh chị làm gì mà đi được? Cùng đi chơi online với hai mẹ con nhà hàng nheo nha. Trời, đi chơi xinh thế này á. Hả? Vâng mẹ. Nhìn này, hai mẹ con mình giống nhau này. Em cần đi quay cho mẹ nào. Bye bye. Nhìn giống nhau không? Cũng là đi bốt này. Xong rồi ở trên là mặc áo này. Thôi, đi vào đây. Bây giờ xuống bên dưới xong rồi đợi nhá. Đây, xe đến rồi. Hello nhỉ? Con đặt tên con này rồi là Pipi. Các anh chị ơi, hôm nay em đi Ocean Park ở chỗ đấy đẹp lắm đúng không? Có cả em Pipi đồng hành. Ủa, em Pipi đây hả? đúng. Em nhím đặt tên cho đây là Pipi. Pipi. Pipi tóc đỏ. Sao cho ông một gì ạ? Da châu Âu một chồng. Người nước ngoài đó. Lạnh lắm mà lạnh mát. Nhi ơi. Dạ. Nhi. Dạ. Đẹp không? Đẹp. Ui giời ơi, ta lo là có em PP này đi đồng hành còn vui hơn. Đây, đến Mega Grand World Hà Nội. Cái cổng ơi, có một cái vòng nguyệt quế to chưa? Ôi, vào luôn đi. Từ từ, mình phải cất xe đã. Ôi, các bạn ơi, ở chỗ này á, như là nước ngoài luôn, quá là đẹp luôn. Rồi, đây là cổng chính này. À, đẹp tuyệt vời. Quay mặt đây. Nhiếp làm gì đây? Quay mặt đây chụp ảnh. Nhi ơi, Nhi con gì đấy? Con cá mập. Cá mập à? Ôi, cá mập này các bạn ơi. Đây. Ôi, các bạn ơi, chỗ này hơi bị đông luôn. Với lại là đẹp cực kỳ luôn. Hai bạn này nhìn thấy cá mập này. Thích quá. Đợi mua vé xong rồi chúng mình sẽ đi khám phá. Đây có một con đường ô này. Đấy, em nhìn thích quá kìa. Nhi ơi, nhìn có một vòng nguyệt quế to chưa? Đấy, đẹp quá các bạn ơi. Các bạn ơi, nhìn này. Đây là một dòng sông đang hot and hot luôn. Đó, các bạn thấy không? Tí nữa thì mình cũng để xem là có khám phá cái này không nhá. Đây là một dòng sông, xong rồi mình sẽ được ngồi trên đấy để check in. Đấy.
Các bạn ơi, có tiền mà làm một căn ở đây nhở? Cái này chắc không phải là vài chục tỷ. Ủa, không biết là em Quỳnh Nhi với Nhím các kiểu là đi đâu rồi. Tại vì chỗ bên này nhiều chỗ chơi quá là các bạn ấy chạy đi đâu á. Đây, các bạn có dịp đến Hà Nội thì nhớ ghé cái chỗ này nhá, đang nổi lắm luôn. Không cần phải đi Phú Quốc luôn mà cũng giống như kiểu đang ở Phú Quốc luôn. Kênh chị ơi, ở sau này còn có cả cây ngựa đấy. Ở đây có nước này, nước sông Tinh luôn. Ôi, nước xanh đấy Quỳnh Nhi. Vâng. Ôi, sao nước xanh thế này. Wow, Nhi ơi, chụp ảnh ra đây xem chụp ảnh nào. Con có muốn cưỡi ngựa không? Có. Con có á? Vâng. Nhìn kìa, các bạn cưỡi ngựa rồi kìa. Đây các bạn ơi, ở đây có cả trò cưỡi ngựa nữa này. Một cái tháp này rất là to luôn. Đây. Kênh chị ơi, bây giờ em sẽ cưỡi ngựa ở trên kia. Em cũng muốn. Em cũng muốn cưỡi ngựa à? Tí nữa nhá. Các bạn này mê quá, cứ đứng ở đây thôi nhưng mà chưa đến lượt. Ta là các bạn ơi, các bạn ấy ở trên cầu này thì sẽ có những cái cô kia đứng vẫy tay này để cho chúng ta. Đấy. Đâu rồi nhở, em Quỳnh Nhi đâu nhở? Các bạn ấy bây giờ sẽ lên tầng. Con ơi! Nhi ơi! Đấy, lên trên đấy để ngồi. Ai bố không đi à? Người lên trên này thì không quay được cho các bạn xem rồi. Em Quỳnh Nhi lại lên trên rồi. Em còn người bên Thiên Nga bé chi chi chi. Không biết là Quỳnh Nhi đâu nhờ. Đây em Quỳnh Nhi xuống rồi này các anh chị ơi. Nhi ơi, vui không? Vui à? Không vui chút nào. Nhưng mà vì đợi thì lâu này lại còn chậm nữa. Chậm nữa hả? Thế em Quỳnh Nhi có vui không? Vui à, cái đấy coi còn do hai con sắp tế dần rồi. Con sắp tà tế dần mà con sợ quá à. Đây, hai bạn đi chơi lại gặp bạn ở cùng lớp đây này. Đó. Thế sao không ngồi ở bên dưới để mẹ quay cho các anh chị xem? Ở trên thích hơn nè. Trên trên thích hơn hả? Vâng. Ok. Thế bây giờ mình đi chơi chỗ khác đi. Đây, em Quỳnh Nhi đang chụp ảnh này các anh chị ơi. Còn có con cá mập ở bên sau nữa. Đây, mẹ Hằng bắt chọn khoảnh khắc đi. Nhìn đây. Nhi ơi. Wow. Cho Nhím với Nhi chụp một kiểu. Uầy, nước xanh đẹp quá các bạn ơi. Các bạn ơi, bây giờ thì lên cầu nhá. Để xem cái view ở trên cầu có đẹp hơn ở bên dưới hay không. Em Quỳnh Nhi chưa gì đã lên trên đấy chưa? Sẵn rồi. Đây, có thể thuê quần áo để mặc như thế này nữa. Wow, đông quá. Ui, đứng đây xong chiều hoàng hôn nhìn xuống cũng cực kỳ đẹp luôn. Đó, đẹp không? Ui, nhìn bên này cũng đông nữa này. Đây các bạn ơi, sang bên này. Trên này toàn người với người. Nhưng mà nhìn kìa, cũng đẹp ấy chứ nhở. Wow. Các bạn ơi, đi đến chỗ này chỉ cần giơ máy lên là có ảnh đẹp thôi. Đây, như này. Đấy. Bên này cũng đẹp kìa. Bên này không biết là mô phỏng của cái công trình gì đấy, nhưng mà cũng rất là đẹp luôn. Bây giờ đi chỗ xong chỗ này nhá. Đây. Ở đây còn có hai con robot. Hai robot rất là cao. Đấy, cái gì cũng có luôn. Còn vào được chụp ảnh nữa kìa. Không biết là em Quỳnh Nhi đâu, còn chụp ảnh với robot nữa không? Bây giờ mình đi tìm em Nhi. Quá đẹp luôn các bạn ạ. Các bạn ơi, ở đây chỗ này có khai trương còn có pháo hoa nữa luôn này. Ui. Bây giờ chắc là hơi sáng nên các bạn không nhìn thấy. Wow. Ôi nhưng mà khói quá. Happy New Year.
lúc nãy em có thấy pháo hoa không? Có à. Đẹp không? Đẹp à. Ừ, chơi ở đây có vui không con? Có, siêu vui luôn. Siêu vui đó. Quay được một tí lại chạy đi chơi luôn đấy các bạn ạ. À, tại vì vui quá, đẹp quá mà. Bây giờ là đói bụng rồi nên là mấy bạn vào chỗ này thì chắc là ăn xúc xích đây. Đấy. Hello. Ai đây, ai đây? Cò này, cò đẹp trai. Canh chị ơi, mệt quá, canh chị ơi. Mệt quá hả? Vâng. Bây giờ ngồi đây. Em đói. Em đói à? Còn nói gì? Chào papa. Chào các bạn. Chốt luôn. Cảm ơn chị. Chốt ba cái xúc xích và mồm. Đi ăn gì? Em cũng ăn một cái xúc xích, nhím ăn một cái xúc xích. Em có ăn một cái xúc xích. Và uống nước dưa hấu. Nhi ơi, ăn gì đây con? Khoai tây này canh chị. Khoai tây lắc. Khoai tây lắc à? Ngon lắm luôn. Ngon lắm không? Khoai tây lắc. Ôi. Ôi. Ngon không nhỉ? Khoai tây lắc rất ngon. Ừ. Nhi đói không? Nhi hơi đói đây này. Đấy, ăn đi cho có sức, tí nữa mà đi chơi nữa nhá. Cho mẹ cái bánh mì đi Quỳnh Nhi. Quỳnh Nhi cho mẹ cái bánh mì. Có uống gì ấy? Đây. Làm một cái bánh mì nha các bạn nha. Bánh mì tí hon. Con ăn đi. Yeah. Mời các bạn. Quỳnh Nhi ăn một lần hai món luôn hả con? Trời ơi. Một tay bánh mì, một tay xúc xích. Cái miệng này. Con đói à? Con đói quá. Các bạn ơi, đằng sau mình đây chính là cầu Đông Tây, mình nghe nói thế. Đó, lên đèn rồi. Bây giờ á, lên cầu xem nhá. Em Quỳnh Nhi thì chắc là chạy lên đấy rồi đấy. Đây. Wow. Cái này buổi tối lên nữa thì chắc là còn đẹp hơn nữa đấy. Ôi, trong khu này cũng đẹp luôn này. Mỗi nhà một màu. Như kiểu là châu Âu thu nhỏ đây. Đây, wow. Nhìn này các bạn ơi. Bên này mới là cầu này. Em thì đó. Wow. Cầu bên dưới người ta còn trang trí sắc màu nữa cơ. Chắc là mình ở luôn đây, mắt mình không muốn về nữa. Ở đây đẹp quá luôn mà. Hay là mình ở đây nhá. Các anh ơi, nhìn kìa, đẹp chưa? Có lắm mới xíu. Chấm 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 tròn luôn. Quá cây kìa, cây cổ đẹp chưa? Nhìn ơi, nhìn bên này này. Nhìn cả nhà chưa? Chưa. Mẹ em bảo cái chỗ thay quần áo gì à? Đâu chỗ thay, à đấy là shop quần áo. Các bạn ơi, nhìn từ trên cao nhìn đẹp cực luôn. Đó. Các anh chị ơi, nhìn em rồi. Các anh chị nhìn em rồi chưa? Nhi ơi, Nhi có muốn về không? Phải tìm mẹ hăng. Nhưng mà hay là mình sang bên này mình ở luôn đi. Không được. Không á? Không thích à? Ôi, em Quỳnh Nhi không thích. Mẹ định mua một căn bên này mà em Quỳnh Nhi không thích thì thôi vậy. Nhìn này các bạn ơi, khung cảnh đẹp chưa? Đúng. Chắc là em Quỳnh Nhi muốn về để đi học nữa đúng không? Không ạ. Không? Không á? Đi về thôi. Đi về thôi. Ui. Các bạn ơi, đây, buổi tối lên đèn này, đó, giống như kiểu là phố đi bộ luôn. Quá đẹp. Bắt đầu phố lên đèn rồi. Ở đây còn có cả căn nhà ma luôn. Ôi, ghê chưa? Quỳnh Nhi ơi, Nhi có muốn đi căn nhà ma không? Sợ lắm. Vào đây xong rồi đến lúc về lại ngủ mơ nữa.
Đây, ối, ghê chưa? Anh trời ơi, bây giờ em sẽ đi xem nàng tiên cá nhạc nước. Bây giờ là chuẩn bị có nhạc nước các bạn ơi, tầm 6 giờ là có nhạc nước. Nhưng mà bên sau kìa, ở bên sau này là có một con thuyền, giống như kiểu là thuyền hải tặc luôn. Đây này các bạn ơi, sang bên này, thấy sẽ rõ hơn. Đó, con thuyền này thì mình tiếc là không được lên thuyền nhờ Quỳnh Nhi nhờ. Rồi, chỉ được đi ở bên dưới thôi. Tí nữa sẽ có nhạc nước ở khu này hay sao á. Đây, The Den. Uầy, bên này còn có một quán ăn mà người ta trang trí đẹp ơi là đẹp luôn. Ôi, chỗ này hình như là khu quảng trường ấy. Các bạn ơi, nhìn này, ở đây còn có một bức tượng của một cô gái đang đọc sách à. Và chẳng thấy sách đâu, chỉ thấy mỗi cái một đen thầy thì người ta làm như thế này thôi. Lại còn cái này nữa nhỉ Quỳnh Nhi. Vâng vâng. Cái này wow, như thật luôn. Ui, cái chân cô này dài mà bé tí luôn thế này. Chân cô này bé hơn chân Quỳnh Nhi luôn. Em bé. Trời ơi, cái này à, như thế này nữa. Có giống trong Phú Quốc không nhím? Nhím chắc là quên mất rồi. Đây buổi tối. Áo các kiểu nữa. Ừ, buổi tối là ở sau này có sân khấu là có ca nhạc các bạn ơi. Nhưng mà tầm này đang sớm quá nên là người ta chưa chiếu ca nhạc. Các bạn ơi, tí nữa là ở dưới này sẽ có ca nhạc này. Đấy, cả nhà mình đang lên ở trên này để xem ca nhạc cho dễ hơn. Đó, đợi một lúc rồi nhưng mà chưa đến giờ để chiếu ca nhạc. Các bạn nhìn thấy sân khấu của hoành tráng không? Ok, cởi đi. Đây, mấy bạn này đang ở đây đây. Rồi, ok, cởi đi con. Tầm 6 rưỡi là sẽ có ca nhạc. Nhưng mà chưa đến giờ nên là đợi mãi thôi. Mỏi hết cả chân rồi. Đây, cho các bạn xem khung cảnh buổi tối này. Lên đèn rất là đẹp luôn. Đấy. Ở kia là con thuyền kìa. Ui. Ôi, cái gì đây? Cái gì đây? Bạch tuộc, bạch tuộc. Mình phải được đứng nhìn đây gần nhất à. Hòn đảo, hòn đảo. Bên kia mình nhìn thấy không?
bạn ơi, các bạn đã vừa được xem nhạc nước rồi đúng không nào? Rất là hay đúng không? Trời ơi, hoành tráng ơi là hoành tráng luôn. Nhưng mà tiếc rằng là mình ở cái góc mà hơi xa cái trung tâm nên là không quay được rõ cho các bạn xem. Nhưng mà xem ở ngoài thực tế thì rất là hay luôn. Đây, 9 giờ tối rồi mà vẫn đang rất là náo nhiệt luôn các bạn ơi. Đó, dòng sông thì vẫn đang hoạt động đây. Nhưng mà mình bị lạc em Quỳnh Nhi và gia đình em Nhím rồi. Bây giờ phải đi tìm đây các bạn ơi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip ngày hôm nay của gia đình nhà mình nha. Được cái là nhân dịp Noel thì cho em Quỳnh Nhi đi chơi như thế này. Một khung cảnh rất là lạ và chưa được khám phá bao giờ nên em Quỳnh Nhi cũng rất là hào hứng luôn. Nếu mà các bạn có dịp thì nhớ đến đây nhá. Chả khác gì Phú Quốc và chả khác gì trời Âu luôn các bạn ạ. Quá là đẹp luôn. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhá. Mình phải đi tìm em Quỳnh Nhi đây. Nếu các bạn thấy video này hay thì nhớ like và subscribe cho Hằng Nha Vlog nhá. Còn bây giờ thì bye bye. Bye bye.